vừa qua tại Trường Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Sinh viên với Ngoại ngữ lần thứ tư English Camp 2019. Nhiều sân chơi học thuộc Anh ngữ tại ngày hội đã trở thành điểm đến để sinh viên trải nghiệm tích lũy kỹ năng về bộ môn ngoại ngữ quốc tế này. Em mới vô thì em thấy là trong trường mình là rất là nhiều các bạn sinh viên, và thì ở đây thì các bạn Trường Đại học Y Dược thì đã tạo nhiều sân chơi cho mấy bạn trường khác tới giao lưu học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh của mình, và em thấy là rất là thú vị. Hôm nay em tới bước chân này em thấy được chương trình giúp cho các em tạo một sân chơi bổ ích, có nhiều hiểu biết hơn về những kiến thức bên ngoài nước ngoài, như là đi du học, học tập ở nước ngoài như thế nào. Từ đó giúp cho các bạn rèn luyện thêm về kỹ năng tiếng Anh và lắng nghe các người khác hơn. Với chủ đề Journey to Creativity, hành trình sáng tạo, các bạn sinh viên tham gia ngày hội đã được khám phá các không gian Anh ngữ thú vị trong một môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngày hội được chia thành hai khu vực tương ứng với trình độ Anh ngữ. Khu vực trình độ cơ bản diễn ra các hoạt động kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí, giới thiệu các thuật ngữ tiếng Anh về những vấn đề thường gặp trong cuộc sống, triển lãm hình ảnh vị thế ngoại giao Việt Nam, tổ chức các gian hàng vượt chướng ngại vật, cuộc thi vũ điệu thế giới. Đến khu vực trình độ trung bình, các bạn được tham gia cuộc thi hát và biểu diễn karaoke tiếng Anh, liên hoan câu lạc bộ đội nhóm Anh ngữ toàn thành. Tại khu vực trình độ nâng cao diễn ra vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh, chương trình biểu diễn nghệ thuật bằng tiếng Anh sử dụng nhạc cụ dân tộc. English Camp 2019 là sân chơi ý nghĩa thiết thực giúp sinh viên thành phố giao lưu học hỏi, góp phần nâng cao kỹ năng tiếng Anh, khám phá môi trường học tập quốc tế dành cho đông đảo bạn bè trên địa bàn thành phố.